分深浅记忆，浓淡看过最美丽有过，怀住了快意再起程，没有昨天的各样心魔，忘掉了得失边一个多，无谓计较你对或我错，抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波匆匆游过，对别人对世界对敌人轻松些爽快些，笑嘅讲我系我，大时代过客作访客，你自由我自由，各有各借路经过，已认同冥冥里有天数，万步在漫长路，笑嘅嗰个系我，大时代过客作访客，你自由我自由，各有各唱自己歌，各找自我，các thị trường khác có phải không? Bữa nay thị trường cổ phiếu bên Nhật Bản hơi trục trặc, tất cả điện não đều hoàn toàn xảy ra vấn đề. Bên Úc Châu cũng như vậy, Đại Hàn Thái Lan cũng như vậy nữa. Như vậy tức là các thị trường trong khu vực đều giống nhau. Today, Asia's major stock exchange markets are attacked by enormous computer virus. Those markets are suffered totally broke down. European and Wall Street stock exchange markets are under global attention. Phải. Sở giao dịch của Á Châu mới vừa tuyên bố sẽ đóng cửa vô thời hạn tất cả mọi giao dịch. Ngày hôm nay đều tuyên bố vô hiệu. Dạ cảm ơn. Đi đi. Tất cả điện não của Âu Châu, luôn cả đường hoa nữa, đều bị rối loạn. Con đã làm cái gì vậy? Con thấy thầy của Phương Tân Hiệp trước khi mà ông chết, ông để lại một đống chữ tán loạn. Phương Tân Hiệp nói đó là cái bí cấp quyết thắng của cổ đàn. Sau đó thì Thiếu Mai chỉ đem cái đống chữ đó sắp lại thành các câu đối. Con thử coi lại coi nói như thế nào. Họ nói tung hoành trong cổ đàn mấy năm đã được bề trên chỉ thị, chỉ duy nhất là cái chữ mượn, mượn thời, mượn thế, mượn trùng. Con không biết là trong này họ nói dớ dẫn cái gì, nhưng cái bản này mà sắp ra thì cũng phải có cái lý của nó. Ở đây có đề cập tới mượn trùng, nếu không đề cập tới con trùng thiên niên kỷ thì mình đâu có biết. Còn bây giờ không lẽ Phương Tân Hiệp biết cái hệ thống điện não côn trùng thiên niên kỷ lại bị tê liệt? Sorry Daddy, con cũng biết chuyện này có vẻ hoang đường lắm. Bây giờ bắt đầu nha. Được. À Hiệp à, dường như chúng tôi đã nghe cậu nói có một cái bí cấp gì đó. Ờ phải phải, đó là mượn thời, mượn thế, mượn trùng. Cậu đã mượn thời, mượn thế của chúng tôi. Trùng. Năm nay là thiên niên trùng. Đó là 168 cái mượn trước khi thầy tôi chết nói dở dẫn thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải là tâm nguyện. 168 cái mượn đó, bất cứ là cái gì cũng có thể nói, cũng có thể mượn được. Có nghĩa là mấy chữ đó chẳng có liên can gì tới thầy của cậu. Đó là nghịch thiên dĩ ngôn, thực tế cũng chỉ là người sắp chữ đó tưởng tượng ra thôi. Nhưng mấy cái chữ này là do ai sắp ra?
là tự cậu sắp. Do vợ của tôi, cô Thạch Thiếu Mai. Thưa các vị, tôi mới vừa nhận được tin tức CIA của Hoa Kỳ vừa mới bắt được hung phạm đã tạo ra con trùng thiên niên kỷ này. Có thể làm tê liệt hết hệ thống điện não cả thế giới. Những khắc tinh này họ là gì hả? Hắn chỉ là thanh niên 17 tuổi gốc Á Châu. Cái thằng con nít. Hắn chỉ là muốn trả thù. Năm xưa khi bão táp kinh tế khiến cho thanh niên này gia đình tiêu tan, cha mẹ quán chính vì vậy tự giận chết. Tất cả đều bắt đầu vì thù hằn mà kết thúc cũng do thù hằn. Thù hận ngoại trừ có thể kết thúc tánh mạng của con người ra, thật ra chẳng có kết thúc được mọi thứ khác. Family in the second Asian financial crisis, a 17-year-old Asian teenager had a profound hatred towards international investment speculators. He developed a computer virus and attacked the worldwide financial system, causing an immense disaster of today's scale. Trời sáng rồi. Không thôi tất cả đèn sáng trước đi hả? Ba đi đâu vậy? Thì đèn sáng đó. Ba biết cách đây có hai con đường. Có con tiệm bán cháo trắng và hộp vịt muối. Hủ tiếu xào cũng ngon lắm. Nếu quý vị không sợ chật chội và không chê đuôi thì tôi xin dẫn đường. Tất cả hãy đi theo tôi. Đi bộ dài bước tới đó ủng hộ đi. Có được hay không hả? Được thôi. Ông chủ này thì là siêng lắm. Mười mấy năm trời đều đích thân ngồi ở cái góc bàn đó để mà tính toán sổ sách. Tất cả dường như quen với chỗ này lắm nha. Hai mươi mấy năm trước khi chúng tôi còn làm ăn nhỏ đều thích tới cái tiệm này để ăn sáng. Nó cũng nổi tiếng lắm. Chảo trắng và chảo quẩy của nó cũng thơm ngon lắm hả? Cái đó cũng không thay đổi. Đó là cả ông chủ cũng ngồi đó để tính tiền. Cũng vẫn là ông chủ ngày xưa. Một ba nghe là biết ổng hả? Đúng vậy. Xiền lắm đó. Tôi thì không ngờ ở đây là có một tiệm như vậy. Hay lắm đó nhà. Ông chủ cái tiệm này rõ ràng là như cũ. Tôi nhìn vô là biết ngay liền. Vẫn ngồi ở đó. Ngồi ở cái góc bàn đó mà tính sổ sách. Mấy ông hồi trước thường tới đây đó hả? Lúc bấy giờ chúng tôi còn mạnh ai nấy làm ăn, chẳng có quen với ai là ai. Khi mà gặp mặt nhau đó đều ở cái tiệm này ăn cháo trắng và giò cháo quẩy. Cháo trắng bây giờ là 5 đồng, hủ tiếu xào 7 đồng. Mùi vị cũng giống như hồi xưa. Ông chủ cũng giống như là hồi xưa. Thì đúng rồi, bài toán đâu có cần phải bấm hoài vậy chứ. Dòng dò tam quốc cuối cùng cũng trở về đây. Thì trời sáng đó mình cộng lại được cả 1000 tỷ. Vậy thì sao chứ? Thì kiến hoa thủy nguyệt. Một đứa trẻ mới 17 tuổi thôi, chỉ vì một cái bệnh độc làm cho cả thế giới long trời lỡ đất. Nhưng mà cháu trắng hột vịt muối đó, bất luận như thế nào mình cũng ăn nổi mà. Đổi đế lắm, tôi trở về làm công, làm lại cái nghề nhựa. Ai cũng nghèo thì đâu có còn người nghèo. Đúng, đúng vậy. Nếu cái ải này mà qua không được thì kinh tế của cả thế giới đều bị sụp đổ. Tới lúc đó hả, cái gì cũng chẳng có đáng giá đâu. Tài sản lại bớt đi, tiền lại kiếm bớt đi, đồ đạc sẽ rẻ lại. Một tháng chỉ kiếm có mấy trăm đồng á, còn cháo trắng chỉ bán có 5 cát mà thôi à. Có nghĩa là đi hết một vòng rồi, quay trở lại căn bản. Ơi, phục hồi căn bản pháp. Căn bản nhất là tốt nhất. Định giá của mình thì hết sảy, ra tay một cái là thị trường sụp đổ. Đúng quá thật là thiên tai nhân họa, thiệt là hết ý kiến. Thì đúng rồi, quả thật là như vậy, không có sai chút nào. Tối hôm qua con nói là con nhìn cách nào đối với di ngôn 168 chữ của sư phụ con. Nói nghe hay lắm đó nha. Đó là do ông tích tụ nhiều năm. Đó hoàn toàn sai hết. Sai. Con có nhớ khi Tần Phu Tiên chết, con chạy qua để hỏi bà điều đó không hả?
Ở trên đời này thật có thần có Phật, có chú hay không vậy? Mà trả lời là không mà. Thì bữa nay con hỏi lại nữa đi. Có không? Không. Nhưng mà bữa nay bà trả lời với con cái không đó. Cái không này khác với cái không 3 năm trước đây. Sâu quá. Không sâu. Cái trình độ hiện tại của con đó đã sắp tới ở trước cửa đây. Lục tổ trước khi học Phật chẳng biết cái gì hết. Theo học đạo suốt đời, khi đắc đạo thì tất cả câu trả lời của ổng đều không biết. Nhưng mà hai cái câu không biết đó khác nhau. Khác với cùng câu không biết nhau. Con đứng ở ngoài trước cửa. Con người ở trong như thế nào? Đang ở trong xe của con. Kẻ đó lại đi. Hiện bây giờ con đang suy nghĩ cái gì? Lạ thiệt. Con thường nhìn thấy được ông chủ tiệm cháo đánh bàn toán. Vậy thì đúng rồi. Con sẽ nhanh chóng biết được chính con là ai. Hoạt động đó, kinh tế của cả thế giới đều bị úp bộ hết. Số dung liên đó đã lên tới hàng ngàn tỷ. Trận này sẽ dẫn tới rối loạn. Cho nên các nước kinh tế trên thế giới đều đi tới hiệp ước. Các thị trường kinh tế đó ở ngày mai hoạt động lại. Hơn nữa còn áp dụng lại cái kiểu kêu giá tại chỗ nguyên thủy nhất đó mà. Cũng tức là trở lại với thời kỳ còn chưa có điện não. Hiện tại máy vi tính đã có vấn đề. Làm cách này là cách duy nhất. Nhưng mà mọi người đều đã quen giao dịch trong cái máy vi tính đó rồi. Nếu bây giờ làm theo cái phương pháp này, tôi nghĩ là rắc rối lắm. Không xài điện não, xài sức người nhất định sẽ chậm chạp nhiều lắm. Do đó mình không thể nhìn thấy sự nguy hiểm ở bên kỳ tử càng lớn hơn. Tính bằng tay chưa có hẳn chậm đâu. Mời hết giùm tôi cái đám môi giới vào sở giao dịch trước khi chưa có máy vi tính về đây. Đa số họ cũng đã nghỉ hưu hết rồi. Họ đâu có biết được tình trạng bây giờ. Chính tôi cần tới họ, bởi vì cái đám người môi giới này đã có kinh nghiệm quen thuộc với cách làm trước khi chưa có máy vi tính. Họ lại biết tính bằng bàn toán. Ngày hôm đó, sẽ không có máy vi tính, không có thông tin, cũng không sao. Chúng ta là những phần tử tiên anh. Hiện tại không có gì làm khó được mình. Mọi thứ đều có thể đối phó. Hệ thống vàng bạc mình cũng vẫn có thể đánh thắng. Cái quan trọng nhất là cái quỹ căn bản chính thức của mình. Mình sẽ đem cái tình thế ác nghiệt này xoay chiều nó lại. Mình nhất định phải chuyển bại thành thắng. Xuất phát. Để tôi xin giới thiệu. Lâu quá không gặp, tất cả đều giúp tôi quá ha. Cảm ơn. Để tôi giới thiệu nha, Phương Tân Hiệp. Cảm ơn. Thì không ngờ cái đám già nghỉ hưu của tụi cũng còn ngày trở lại nữa. Bữa nay thời gian đã ngược lại. Mấy ông lấy cái xuất sắc của mấy ông năm xưa để mình đánh cái trận này. Còn nhớ cái lúc bạn cũng đi làm công mua trà sữa chùa Bản Đen hay không hả? Dạ nhớ. Bất luận cái chỗ này như thế nào cũng là cái chỗ con trưởng thành, là cái thế giới của con. Con phải nhất định đánh thắng. Lại nghe được cái tiếng này nữa.
Thiệt là quá hay. Chơi bằng toán, họ định làm gì đây chứ? Phương Điểu, cái chuyện có loại bẫy số 505 để còn hồi xíu hay không? Đến cho Đông Phương Điểu, 1 đồng 6 cắt rưỡi, có ai ra giá không? Đi đi, phải làm cách nào đây? Họ muốn lên thị trường lên xếp hàng 1 triệu cổ phần. 1 triệu cổ phần đó có lấy không? Lấy. Tập đoàn Hà Môn 28 đồng 2, 2 triệu cổ phần, có lấy hay không? Lấy. Hiệp à, cho thêm tốc độ. Lên 72 120 ngàn, 631 tập đoàn Hải Cảng 15 đồng rưỡi, 998 xí nghiệp Đại Bàng 17 đồng, 407 công ty Hải Nam 22 đồng. Được, ok. Tính thật kỹ cái số con chụp bao nhiêu, nhất định phải chơi bảy phái bên của họ. Ba sáu tám Colexi 8 đồng 8 cắt rưỡi, 731 Sơn Đông Thông Tin 12 đồng 2 cắt 6, loại 4112 Thái Bình 21 đồng 8 cắt rưỡi, có hàng hay không? 3 triệu cổ phần, không sai một chút, có lấy hay không? Lấy. Đi, máy tính không có đủ chỗ. Vậy thì cái số thừa ở đằng sau hay còn tính không vô, bỏ đi. Dạ nhưng được, cái bàn toán của mình không có đủ chỗ nha. Không sao, hai cái bàn toán cộng lại cho bao nhiêu hàng cũng tính được mà. Ha, thủy chung về cái bàn toán của xứ mình, quyển bác tinh thông, tính bao nhiêu cũng được. Ông Tân à, sự giao dịch của mình trong số lát sẽ tính ra hết. Đó là 36 đồng 8 cắt 4 xu rưỡi. Cảm ơn. Vậy thì để đóng video thế nào? Đi đi à, tất cả đều đã tính rồi, nhưng mà không muốn tính ra được số chẵn. Có vấn đề gì không? Con số tính ra không có đúng. Đi đi, con số chênh lệch đã quá xa. Tính lại coi. Đại hàng Thái Lan tăng giá 3, luôn cả thị trường Đông Nam Á, trong khi con phòng thị trường đã đứng vững trở lại. Hai con sẵn trấn đưa ra luôn. Nghe đi, 013-426-313, tất cả nâng lên hai hàng số cho tôi. Được. 034-176-373. Phan Kỳ, con tính ra được bao nhiêu hành chỉ, bao nhiêu vậy? Đó là 123-586. Đi đi à, con tính là 15386. Bên của con là 20050. Thôi vậy làm ăn chứ gì kỳ vậy. Con số này mới là chiến thức. Hành chỉ bao nhiêu rồi? Con số có giống nhau hay không? Chứ còn gì nữa, tôi tính đâu có bao giờ sai. Good. Phương Tân Hiệp cần là giết bà là kỳ tử. Bà không biết bằng cách nào, con số không thể nào sai. Nè nè, có tin hay. Người Mỹ với Nhật Bản ở tuần sau sẽ diệt côn trùng mấy gì tính, tuần sau sẽ hoạt động lại. Yeah. Hay quá. Con à, tất cả đều siết vô hết, để lên.
Ngoài trừ ra có loại 929, ngoài ra tất cả đều phải xiết hết. Dạ. Phải nhanh phải đối. Phải nhanh phải đối. Do thiên niên trùng mà cổ phiếu Hồng Kông đã ngừng hoạt động trong thị trường đó, bữa nay đã bắt đầu trở lại. Sở Liên Giao đã dùng cách cho người kêu quá tiếp tục hoạt động, sự giao dịch gia tăng. Tại sao lại kỳ vậy? Tính đúng rồi hả? Tính như thế nào? À, để đi. Con số đó đã có vấn đề. Thiếu bao nhiêu? Phần đông là 1/100,000 hay còn hơn nữa. Nhưng mà sự giao dịch của mình lại thiếu đi một hàng đơn vị. Thiếu một hàng đơn vị? Giao dịch mà thiếu một hàng đơn vị, nó lên tới 20 tỷ đô la. Nếu tính sai, mình đâu có thể nào thường nổi. Sau khi máy vi tính vận hành trở lại, lúc đó rõ ràng hết. Còn phải biết đã thiệt hại bao nhiêu không? Còn 2 phút nữa sẽ bắt đầu. Có thể thành công gạt bỏ được yếu tố này thì có lợi cho phía mình. Nhưng người Mỹ tới giờ phút này còn chưa có chịu tuyên bố ra như thế nào cả. Sự thật họ đã thành công hay không, tôi nghĩ chắc không có lạc quan lắm đâu. Cái đám người Mỹ này xạo trá lắm, có lẽ không công bố. Cũng có thể là chưa có thành công. Tất cả đều nhìn vào khoảnh khắc này. Yên tâm đi, nhất định thành công mà. Ê, bắt đầu rồi đó. Nhưng mà chưa biết con số đó thiệt hay giả. Alo, đúng. Cảm ơn. Đã gặt hồi thành công rồi. Thành công rồi hả? Ê, hay quá đi. Hay quá. Đây đi à. Tin tức từ Đài Voa cho biết, trong 2 tiếng đồng hồ tới đây, tất cả máy vi tính sẽ hoạt động trở lại. Mấy ngày 250. Thái tứ trước này thua thê thảm lắm. Phương Tân Hiệp, mình có nên thừa thắng xông lên giết tận bên họ hay không? Tôi cũng định tha cho ổng một phen, nhưng mà để diệt trừ hậu hoạn, sẵn cái dịp này tôi cũng phải tấn công ổng luôn. Thái tứ không bao giờ chịu quanh tay chờ chết, ông quyết định cách thoát thân. Ổng còn có thể làm được điều gì? Được, đánh một cây lớn nhỏ. Lớn nhỏ? Ổng đâu có còn sức đâu mà đánh. Cổ phi hoài đoái, không còn cái nào chọn nữa, ổng phải chọn một bên. Không được, mình không thể nào tha cho ổng đâu. Mình nhất định phải chơi với ổng một ván chót. Vậy thì mình phải đoán. Mình phải đoán coi sẽ về bên nào. Mình phải đoán coi ngã về bên nào mới ép chết ổng được. Mình có một nửa cơ hội lận, tốt nhất là 5/5 đi. Nếu như mà mình đoán sai thì Thái tứ sẽ hành động mượn tiễn. Số vốn mình bỏ vô đó không có gì để cho ổng ngóc đầu lại. Nhưng mình không thể nào tha cho ổng sống được. Tại tình thế của mình, sự thật thế nào? Không lạc quan lắm, nhưng tình trạng nó ổn định rồi. Bà muốn có sự trả lời dứt khoát, trả lời đi. Ở trong một ngày, quỹ căn bản của mình bị thiệt hại tới 75%. Từ nay vốn của mình coi như bị lỗ số lớn. Nói cho tóm gọn, mình không còn bao nhiêu vốn để đấu với họ. Vâng à, thông báo vô phòng.
Phan à, bà muốn con giúp cho bà một việc. Bà muốn con làm gì thì cứ nói đi. Bà có nghe nói Phương Tân Hiệp có trao cho con nửa tờ giấy 500, chỉ cần con đưa ra, cho dù bắt hắn lăn dầu tẩm lửa hắn cũng chịu. Chờ tới phút cuối cùng, bà cũng không muốn đi nước cờ này đâu. Con biết. Vô đi. Ông Nghiệp à, ở ngoài có một cô nhờ tôi ra cái này cho ông. Mời cô vô đi. Dạ được. Mời cô vô. Ngồi đi. Anh Hiệp à, anh muốn trả thù cho anh Tấn. Sẵn cái cơ hội này nha, sống thái tứ. Thật ra tôi ở bên cạnh của ổng cũng chính là chờ có ngày hôm nay. Tôi biết hại chết anh Tấn không phải là anh, mà là thái tứ. Tôi cũng biết phải tạo được sự tin cậy của ổng thì mới có thể trả được thù. Anh Hiệp, anh đã dốc hết sức tấn công ổng. Tôi biết cái đó là ngài tử của ổng. Giờ thái tứ đã kêu tôi đem tới đi cho anh. Ổng kêu tôi nói với anh phải thắng luôn ổng trong trận đấu. Tôi biết là sẽ đảo ngược. Anh không tin tôi. Chúng ta là chỗ bạn bè lâu năm mà anh không chịu tin tôi. Còn anh Tấn nữa, tôi phải trả thù giùm cho ảnh. Anh không tin tôi không khác gì là đã thả hổ về rừng. Từ nay không còn cơ hội nữa đâu. Anh tin tôi đi có được hay không? Anh nói chuyện đi chứ. Cô cho tôi chút thời gian. Anh không tin tôi. Hồi nào tới giờ anh đâu có chịu tin tôi. Vâng à. Anh tin tôi cũng được mà không tin tôi cũng được. Anh đã nắm nửa tờ giấy 500 đồng ở trong tay thì anh dứt khoát phải nghe lời tôi nói. Phải nhảy sống thái tứ trong trận đánh này. Cũng biết rõ Trình Thi Giang đó là người của thái tứ. Tôi biết anh đã đưa cho cổ nửa tờ giấy 500. Cổ xè ra nửa tờ giấy 500, bắt anh làm cái gì anh cũng phải nghe. Thằng đầu đen à, anh biết tính toán chứ? Hai tờ giấy 500 của tụi tôi cộng lại là 1.000 đồng. 1.000 đồng lớn hơn 500. Đúng vậy, miễn là bà bắt anh đi hướng đông, anh đi hướng tây, bắt anh làm cái gì anh làm ngược lại được rồi. Cứ vậy đi. Nhớ đi nha, đừng có bao giờ làm gián nữa. Anh không nghe tụi tôi nói, anh thử coi tụi tôi có tha cho anh hay không. Có ngon thì ngồi xuống bánh ván cờ này với tôi. Còn sợ thua mới không dám đánh với tôi. Hay trước sau cũng đã hiểu rõ thực tế không thể nào thắng tôi nên mới không dám bắt. Cái giá cờ này tôi chắc chắn phải bắt, nhưng mà không phải bắt như hồi xưa nữa. Cậu đã làm lệnh. Cờ bên của cậu đó là của tôi. Tôi không làm lệnh. Ngày bữa nay khác với hồi xưa rồi. Vị trí của tôi đã khác với ông rồi. Hết cờ đó là ông. Một con thể thắng tôi sao? Xin hỏi ông biết tư cách gì để thắng được tôi chứ? Những gì cô Vành nói với cậu đó là sự thật. Nhưng cậu có biết tôi đã nói cái gì với cô Vành không là thật? Cậu đã nói thật, còn tôi thì nói dối. Có lẽ cậu đã lầm. Cậu đã nói dối, tôi đã nói thật thì cậu cũng sẽ lầm. Dĩ nhiên nếu tôi với cậu cùng nói dối, dường như cậu nhất định phải đoán sai. Đừng có định nắm cái nước cờ thì nhất định thắng tôi. Tính cho thịt kỹ đi rồi mới đi nước cờ.
cho rằng không nên đó. Là cái cách của ổng thường dùng. Đúng vậy, ổng hay thường dùng là cách bề mặt thả lỏng rồi lại tung ra ồ ạt ở cổ phiếu. Đó mới là hiểm độc, mình nên tính kỹ lưỡng, phải kẹp chết ổng ở trong cổ phiếu. Tôi không có đồng ý. Cái lúc sanh tử diệt vong, đừng nói chỉ là thái tử, tôi cũng sẽ đảo ngược. Ấy, tôi đồng ý cách nói của anh. Thái tử thiệt hay không, nhưng mà tôi cũng có cách nghĩ như anh. Tôi cho rằng là đảo ngược. Chỉ sao hả ba? Ba cũng thấy rồi đó, mỗi người đều có câu trả lời riêng, ba thì cũng vậy. Cho nên, để cho con tự quyết định đi ha. Chính con quyết định không nổi. Con cưng à, ít khi con do dự như vậy đó nha ha. Thái tử là cầu thủ tâm lý chiến. Chuyến này ông dùng tới lá bài của cô rằng cô thiệt nghi ngờ quá. Cái gì là thiệt, cái gì là giả? Ê, ba cũng biết là con khó quyết định lắm. Nhưng mà lộ không phải là chỉ có hai ngã, còn ngã thứ ba để con bước tới nữa kìa. Ý của ba là hai bên đều tấn công. Đúng, không còn cách chọn lựa, đó là thả ổng một phen. Thả ổng một nước. Con đã thấy rồi đó, tất cả phiền lắm rồi. Nếu như không muốn phiền thì thả cho ổng đi, không làm thì không có sao. It's good day to win. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bữa nay tôi quyết định sẽ đuổi ông ra khỏi Á Châu. Mình phải làm bằng cách nào đây? Đưa nó lên thôi. Bữa nay tôi phải kẹp chết ổng. Được. 01532876 2257368 431 quơ. Có bao nhiêu quơ bao nhiêu? Dạ. Bà muốn thị trường lên 015 328 762 237 568 431 qua. Có bao nhiêu qua bao nhiêu? Đi đi à. 015328 lên hai hàng số, 762 lên năm cắt. 257 16 đồng rưỡi, 386 21 đồng tư, 431 16 đồng. Lên chậm quá rồi, tổng nó lên đi. Mấy cái đó lên chậm quá. Ông Hiệp, có khi nào mình đổi sai không? Không cần biết. Tiếp tục nâng cái giá lên đi. Quên. Dạ. Daddy, thỏa mãn chưa? Of course. Tôi biết là cậu đã nghe những gì cô Vành nói. Nhất định là cậu ở trong thị trường kẹp tôi. Chính tôi muốn cậu như vậy. I'm sorry. Cậu lầm rồi. Nhưng tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không, tôi cũng không thể nào thoát thân được. Eddie, không thu được. Nếu cả cuộc đời đều không thua, có khi nào mệt lắm không vậy? Ông Tân, ăn cơm trước đi. Sen không bao giờ chịu tin tôi. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi, đi uổng phí. Tôi ở bên cạnh của thái tử 3 năm rồi, đều uổng phí. Nếu như tôi nói cho cô biết mình đã thắng rồi, cô có tin hay không? Tôi đã thắng rồi. Thực ra cổ phiếu với lại hối đoái cũng là cái quyệt chết của thái tử.
Có con đường sống ông cũng không chọn. Không có chọn chỉ muốn làm rối loạn tụi tôi. Có phải là ông chọn bên nào thì ông cũng đều phải thua hay không chứ? Sao lần nào anh cũng không có chịu nghe lời của tôi nói? Tôi kêu anh tấn công và hối đoái. Tại sao tôi đã xè tờ giấy 500 ra mà cũng không có thể nào thực hiện được? Ê, tôi thấy uổng quá, để khi khác đi. Khi khác có chắc chắn được mà, tin tôi đi. Tin tôi đi. Tôi lập tức xài ngay. Anh lấy luôn nửa tờ giấy 500 đó ra đi. Cho dù lần sau không có thực hiện được, tôi cũng có thể dán nó lại để mà xài. Daddy, mình lâu quá không có đoàn tụ với nhau rồi. Bà cảm thấy thế lúc Jackie, Phan Kỳ và tất cả anh chị em của tụi con bây giờ mình cùng nhau trở về Thái Lan. Được, Phương Tân Hiệp, cậu thì là đánh hay lắm. Dù cổ phiếu lẫn hối đoái cũng là cái quyệt chết của thái tử. Hồi nãy mình cứ cãi hoài thiệt là láng xẹt à. Hey, có tin này vui lắm. Quỹ sư tử với anh em Masu với tất cả nhà đầu cơ quốc tế hoàn toàn đã bị lật tẩy hết rồi. Thiệt là hay quá, xem ra về trung tử đó cũng khó thoát khỏi số kiếp. Thiệt là hay quá, từ nay thị trường cổ phiếu sẽ có một thời gian yên ổn. Con à con. Sao hả ba? Gần đây có công viên hay không vậy? Ba muốn kiếm công viên để mình đánh xích đu với con đó. Wow. Wow. Ba, con có cái này muốn hỏi ba. Nhưng mà ba phải nói thiệt nha. Hỏi đi. Về cái chuyện giấu tay của ba đó. Chính ba cũng muốn biết đó. Nè, ba đừng có nói với con vậy nha. Nói thiệt đi. Vậy ba nói thiệt rồi, ba cũng không biết mà. Ba nghĩ cái đám luật sư đã làm tráo trở đó. Con có hỏi mặt tin, ông nói ông không có làm. Vậy mà con cũng không tin hả? Ông đâu phải là ba của con. Ông đâu có nói thiệt với con chứ. Ba với con mà cũng không có nói thiệt nữa hả? Đã nói rồi, ba thì không biết. Giấu tay thì nhất định không có thay đổi đâu. Nếu không phải cái đám luật sư đã tráo trở thì ba vô tù đã làm sai giấu tay rồi. Không thể nào. Không thể nào hả? Vậy thì chắc chắn do Martin chơi điếm rồi. Nè ba, tiếp thêm nữa là sao? Đã mang cái tội ở trong người, muốn thử ra ngoài cũng không có ổn đâu. Ba đã khác hẳn rồi đó mà. Đã khác hẳn không phải là lớn hẳn. Nhà tù không có nhận lại ba đâu. Nhà tù không có nhận thì trời sẽ nhận đó mà. Ba muốn gì nữa đi chứ? Ba lấy con làm hãnh diện. Ba hy vọng là con cũng lấy ba làm hãnh diện. Là bao chưa gặp một đinh giả? Ông đi rồi. Xin hỏi có gặp một đinh giả không vậy?
Ông sáng nay đã check out rồi. Có biết đi đâu không? À, không biết. Chỉ thấy sáng nay ông kêu taxi đi thôi. À, phải đâu ông Hiệp à? Ông giả có để nhắn tin lại cho ông. Sao ông lại ngồi ở đây? Tôi đã nhìn thấy ông cùng với cái đám con của ông sẽ chết chung với nhau hết, cho nên tôi tới đây. Ông đừng có giả thánh giả thần. Thái tử, ông đã sai lầm quá rồi. Bullshit. Thái tử, mày điên thì tới thằng khốn nạn, mày sẽ về với chúa. Năm xưa sẽ thịt nuôi thân. Ngày nay tôi dựa vào cái câu nói đó tới qua giải những ám khí ở trong lòng của ông. Thì là điên quá rồi. Ngày xưa tôi không có khác gì với ông. Mấy đứa con của tôi đã thua hết cổ phiếu. Tôi muốn cùng với tụi nó để mà chết chung với nhau. Nhưng mà không biết tại sao trời lại để tôi sống. Lỗi lầm quá rồi thái tử. Phòng kỳ tố xâm kỳ thiên cho lâu. Đòi sang suy y môn bạc thầu sơn. Chỉ kinh sinh kỳ kinh chân dư châu. Yêu kỳ phan yêu lâu yêu yêu châu. Yêu kỳ phan chung kinh bát thôi hào. Mần kỳ chi siêu bô lời yên gió. Wan chân san lang yu kang may sao. Gặp phong chơi sinh po mông. Mông chung ngô nago si sinh châu. Yêu đô siêu yu mông lâu sài li.